Hello các anh em, chào mừng đến với mình Light Blue Forever, phiên bản mới nhất của dòng nước hoa Light Blue của nhà Giorgio Gabbana. Một chai nước hoa mùa hè, cho nên là về mũ này, về quần áo làm sao mà các anh em nhìn thấy là nghe mình nói xong về chai nước hoa này có khi láo ngáo lại đặt một vé đi Phú Quốc luôn, không phải nói nhiều đúng không? Thì cũng giống như mọi video trước, mình sẽ chia sẻ đến các anh em về những cái điểm mình cảm thấy là ok và những cái điểm mà mình cảm thấy chưa được tốt trên quan điểm cá nhân của mình về chai nước hoa Light Blue Forever. Và cái kết luận cuối cùng của mình dựa trên cá nhân của mình đó là chúng ta có cần thiết phải mua chai nước hoa này hay không. Và nếu như các bạn có lần đầu xem channel này của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để chúng ta gặp lại nhau thêm nhiều lần nữa. Còn bây giờ anh em hãy thư giãn và xem video được của mình nhá. Ok, lên đường. Trước tiên chúng ta hãy cùng nói về mùi hương của Light Blue Forever. Với cái cảm nhận của mình thì ở chai nước hoa này có hai nốt mùi khá là rõ rệt, đó là mùi bưởi và organic. Ở mùi bưởi đây thì nó quá hơi hướng một chút fruity, kiểu mùi hương trái cây, và organic. Có thể các anh em đang thắc mắc không hiểu là cái organic là cái quái gì, thì để mình giới thiệu, mình mô tả một cách đơn giản nhất các anh em có thể dễ hình dung, đó là vào những ngày hè nắng nóng ấy, thì đang nắng nóng được hạn và bất ngờ có một cái cơn dông đó, thì sau cái cơn dông đấy không hẳn là có mưa nhưng có một cái cơn dông, thì cái nền nhiệt tự nhiên nó mát và chúng ta cảm thấy ngửi nó rất là không khí, cảm giác nó trong lành hẳn ra, nó rất là dễ chịu khi mà ngửi. Thì cái organic nó cũng một dạng kiểu như thế đó. Thì ở chai nước hoa này mình cảm nhận khá là rõ ràng bưởi và organic, thì khác với All Intense nó có thiên hướng là mùi xạ và nốt hương nước biển, còn ở chai này thì nó có thiên hướng fruity trái cây cộng thêm cái chút thư giãn, thanh nhẹ hơi lợ một chút của nốt organic, tạo nên cái mùi hương tổng thể của Light Blue Forever đó. Thì đây là cảm nhận nhanh của mình về mùi hương sản phẩm mới nhất của nhà Giorgio Gabbana. Còn bây giờ thì chúng ta hãy nói về những cái điểm mình cảm thấy là tốt của chai nước hoa này trước đã nhá. Ok, ok anh em, điểm tốt đầu tiên ở chai nước hoa này đó là mùi hương của nó không còn thấy bị tanh giống như phiên bản All Intense nữa. Bởi vì như các video review trước của mình về chai nước hoa All Intense, mình cũng đã nói đó là với những ai mà cảm thấy quá là nhạy cảm với nốt hương nước biển thì khi mà ngửi chúng ta sẽ cảm thấy nó khá là tanh ở mũi. Mình sẽ để cái video mình nói về chai nước hoa đấy ở đây để các anh em có thể tham khảo lại đó. Nhưng về cơ bản là có những, mình thấy là phải đến 80% là đa phần là nhạy cảm quá mức với cái mùi hương nước biển thì sẽ ngửi cảm thấy rất là khó chịu đó, giống như kiểu chúng ta ngửi rong biển ấy, kiểu như thế. Thì ở chai nước hoa này nó đã thay đổi về nốt, về cách tạo nên mùi, cho nên điểm tốt mình thấy đánh giá rất là cao của cái Light Blue Forever này đó là chúng ta ngửi không cảm thấy bị tanh nữa đó, không cảm thấy khó chịu, bởi vì nó, chai nước hoa này nó theo một cái thiên hướng dạng một kiểu fruity nhẹ nhàng vậy thì, cho nên là mình đánh giá là nó có phần nó nịnh mũi hơn so với phiên bản All Intense, và đấy là một cái điểm tốt đầu tiên của chai nước hoa này. Ok, điểm tốt thứ hai của chai nước hoa này đó là mình có thể, mình không biết là mùa hè ở bên các nước bạn thì như thế nào, nhưng mùa hè ở Việt Nam thì mình xếp chai nước hoa này là một trong những chai nước hoa đáng giá để sở hữu. Mình không nói nó là best, mình không nói nó là tốt nhất, nhưng nó là một trong những chai nước hoa mùa hè đáng giá để sở hữu. Vì như các anh em đều đã biết là với một cái nền nhiệt khá là, nói chung là cũng là dữ dội đấy, mùa hè Việt Nam mình cũng là khét lẹt đấy, 39-40 độ lại còn oi nồng nữa, thì thực sự mà nói thì chúng ta không có nhiều cái option, chúng ta không có nhiều cái sự lựa chọn một chai nước hoa dành cho mùa hè. Thế nhưng với cá nhân của mình thì Light Blue Forever sẽ là một trong những chai nước hoa đáng giá cho mùa hè ở Việt Nam. Bên cạnh tình yêu của mình đó là Nautica Voyage đó, thì Light Blue for All Intense đối với mình thì mình không thấy tanh, mình cũng cảm thấy rất là ok. Và bây giờ đó là Light Blue Forever. Cho nên các anh em nếu như mà, nhất là anh em miền Nam ấy đó, chúng ta đang tìm một chai nước hoa mùa hè thì đây sẽ là một trong những chai nước hoa đáng giá mà chúng ta nên tham khảo. Đó, đấy là điểm tốt thứ hai. Điểm tốt thứ ba, tất nhiên rồi, nó vẫn là giống như cái
style mùi của dòng nước hoa Light Blue, đó là cái tính linh hoạt, tính đa dụng của nó rất là tốt. Một chai này tất cả các mặt trận, tất cả các dịp cứ lấy ra và xịt mà thôi. Đó. Từ có lại 3 điểm mình cảm thấy tốt ở chai nước hoa này, đó là đầu tiên mà không còn bị tanh nữa. Đấy là một cái điều rất là quan trọng đó. Điều thứ hai đó là cá nhân mình cho rằng đây là một trong chai nước hoa mùa hè đáng giá để sở hữu. Không phải là tốt nhất nhưng cũng thuộc lại đáng giá. Và điểm thứ ba đó là cái độ linh hoạt của mùi hương. Ok. Và cái điểm mình cảm thấy chưa được tốt ở chai nước hoa này đó là cái open note của nó. Mình thực sự là mình thấy hơi lăn tăn về cái open note của chai nước hoa này, bởi vì cái note ozonic dù sao nó cũng là một cái note mà mô phỏng lại, nó không có thật. Cho nên là cá nhân mình thì mình thấy khi mà mới xịt thì cái cảm giác nó hơi lợ ở mũi, nó không còn tanh nhưng cái mùi này nó hơi lợ, có cảm giác kiểu nó hơi ngái ngái ở mũi. Đối với mình thì mình là như thế. Mình không biết là với các anh em sẽ là như thế nào, nhưng đối với mình thì mình nghĩ là như thế. Cho nên mình cho rằng cái khoảng 10 đến 15 phút đầu của chai nước hoa này đôi khi là gọi thế nào nhỉ, hơi cảm giác gây khó chịu một chút khi mà ngửi. Đấy là cái cảm nhận của mình. Đó. Thì mình nghĩ rằng đấy là một cái điểm không được khoái cho lắm. Và cái điểm thứ hai, cái này thì nó phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người, mình không biết như nào, nhưng mà trên da của mình thì thực sự là bám so với bản All Intense không tốt được bằng. Đó. Mình trên da mình thì bản cũ bám nó trâu bò hơn, còn phiên bản này thì chắc chỉ khoảng tầm 4-5 tiếng là mình đã cảm thấy trên da mình là mùi nó đùa lắm rồi. Nhưng mà cái đấy thì không sao. Đấy là cái việc bám tỏa mùi nó phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người rất là nhiều. Ở đây thì mình chỉ nói ra để cho các anh em thêm một thông tin tham khảo mà thôi, chứ không phải là một cái tiêu chuẩn. Đó. Thì hai điểm mình cảm thấy chưa được tốt ở chai nước hoa này, đó là cái open note lúc mới xịt của chai nước hoa này, nên là cái note ozonic thì thực sự là mình cảm thấy nó hơi lợ. Nói chung là không được khoái cho lắm. Về sau thì rất là ok, nhưng note mở đầu thì mình thực sự là mình cảm thấy nó hơi gợn mũi. Và cái điểm thứ hai đó là trên da của mình về bám tỏa nó không được tốt. Thì đấy cũng là một cái để các anh em tham khảo. Tổng quan lại, chai nước hoa này có đáng để sở hữu hay không? Thì phải nói thế nào nhỉ? Đây là một chai nước hoa thực sự rất là ok để sở hữu trong mùa hè. Đó. Nói gì thì nói thì đây cũng là một chai nước hoa mình đánh giá là một cái cải tiến rất là tốt của nhà Dolce & Gabbana. Với cái mùi hương nó nịnh mũi hơn nhiều so với phiên bản All Intense. Ít nhất là nó không còn cảm thấy dây bị tanh mũi cho mọi người nữa. Đó. Cho nên là sau khi mà review xong cái này, có lẽ là mình đeo túi là một này. Đó. Đeo túi, xịt vài sọt và đi chơi thôi. Bởi vì hôm nay Hà Nội đang nắng tưng bừng. Đi chơi thôi, đúng không? Tận hưởng mùa hè trong cái tiết lạnh chuẩn bị đang rét này. Ok. Thì vừa xong, đấy là những cái cảm nhận của mình về chai nước hoa Light Blue Forever. Mình xin hy vọng mọi người cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.